yeah. Em đêm nay ngon và căng cực, ăn một xăng chành cùng đi ăn mực. Áo bao căng tròn là vùng ngang ngực, làm anh thấy mê phải uống nó to lực. Giờ biết làm gì hay cũng nóng rồi, rượu cũng đã uống không đã nhắm môi. Ký túc xá quê cũng đóng rồi, anh tự nhiên là đau bụng lắm rồi. Hay có nhà nghỉ thì ta vào, mấy phút em mới sao nào. Đi vệ sinh thôi sẽ không kỳ đâu, anh thề anh không làm gì đâu. Anh có gì anh chỉ ôm thôi, hay là cùng lắm ta dừng ở hôn môi. Anh ở 10 phút là ta nhanh về.